Quốc Cơ Quốc Nghiệp lại tái xuất với màn trình diễn điêu luyện trên đường phố Anh. Hai hoàng tử xiếc từ Việt Nam hé lộ hình ảnh họ đã tập luyện mọi lúc mọi nơi trong thời gian đến Anh thi Britain Got Talent. Anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp chồng đầu đi dạo trên đường phố London hồi tháng 6. Một số người Anh kinh ngạc dừng bước, dùng điện thoại ghi lại cảnh hai nghệ sĩ châu Á thản nhiên biểu diễn mạo hiểm. Quốc Cơ chia sẻ, hai anh em muốn tập luyện mọi lúc mọi nơi và ghi lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian ở Anh dự thi Britain Got Talent. Sau hơn 10 năm diễn màn chồng đầu, Quốc Cơ Quốc Nghiệp đều bị thoái hóa đốt sống cổ, được bác sĩ khuyên nên giải nghệ, nhưng họ vẫn tiếp tục biểu diễn vì quá đam mê xiếc. Khán giả trên phố trầm trồ thán phục màn biểu diễn của cặp nghệ sĩ Việt. Quốc Cơ chia sẻ anh muốn giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết về xiếc Việt Nam. Sau thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương, hiện hai anh em bắt đầu tập luyện trở lại chuẩn bị cho những dự án mới. Quốc Cơ Quốc Nghiệp hy vọng họ có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ tự tin theo đuổi đam mê. Trước đây bộ môn xiếc không được coi trọng như các lĩnh vực nghệ thuật khác, nhưng chúng tôi quyết tâm phải làm được những điều đặc biệt để khán giả thay đổi cái nhìn về xiếc, Quốc Cơ nói. Nhờ công của Lý Quý Khánh mà gương mặt Hồ Ngọc Hà biến dạng như thế này. Hồ Ngọc Hà lại khiến người hâm mộ thấy khác lạ với khuôn mặt hơi biến dạng. Thế nhưng, một lần nữa không ai nhận ra được Hà Hồ qua bàn tay chỉnh ảnh của Lý Quý Khánh. Mới đây trên Instagram cá nhân của Lý Quý Khánh, chia sẻ ảnh chụp chung cùng Hồ Ngọc Hà. Thế nhưng, điều người hâm mộ vừa quan tâm đó là khuôn mặt của Hồ Ngọc Hà có phần khác lạ, trông cô rất trẻ trung khi búi cao mái tóc. Nhưng hàng lông mày cong vút sắc sảo cộng thêm chiếc mũi cao và nhỏ, khuôn cằm vờ lai sắc lẹm, tổng thể hài hòa tính nổi không còn nhận ra nữ hoàng giải trí một thời của showbiz Việt. Bởi một lần nữa không ai nhận ra được Hồ Ngọc Hà qua bàn tay chỉnh hình ảnh của Lý Quý Khánh. Hình ảnh được Lý Quý Khánh chia sẻ lên trang cá nhân. Thế nhưng, nhiều người cho rằng anh cố tình bóp méo mặt người bạn của mình, thật sự phải cảm ơn khả năng chỉnh ảnh quá tài tình của Lý Quý Khánh. Nữ hoàng giải trí trông khác lạ đến mức ngỡ ngàng. Đây không phải lần đầu anh cho ra những bức ảnh thảm họa để đời của người bạn thân. Đây không phải lần đầu tiên Quý Khánh cho ra những bức ảnh fail để đời của Hồ Ngọc Hà. Thậm chí cư dân mạng còn đăng bình luận ở dưới: Lý Quý Khánh, anh đừng bóp mặt cho chị Hà nữa được không? Có lẽ như Lý Quý Khánh rất tự tin vào tài chỉnh hình ảnh của mình thì phải. Người hâm mộ cho rằng Lý Quý Khánh cố tình bóp méo và khuyên anh không nên làm như vậy nữa. Sau 2 tháng mất tích trên mạng xã hội, Nhã Phương tái xuất với vẻ ngoài khác lạ. Nhã Phương mới đăng tải hình ảnh mới nhất trên trang Instagram trong sự chờ đợi của fan. Kể từ ngày rộ lên thông tin tái hợp với Trường Giang và sau khi scandal tình cảm của bạn trai nổ ra, sau 2 tháng im ắng trên Instagram, Nhã Phương mới tái xuất với một dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh chân dung khá xinh đẹp. Cô viết, bình yên một thoáng trong tim mình, nơi mình luôn cảm thấy bình yên đó là quê nhà. Nhã Phương đăng tải hình ảnh mới nhất trên Instagram. Trước đó, Nhã Phương cũng xuất hiện trở lại trên Facebook với tóc đen tuyền, suông thẳng và mặc một chiếc đầm đen dài tới gót. Nhìn Nhã Phương trông dài dặn hơn nhiều so với trước đây. Chú thích vào bức ảnh nữ diễn viên viết, nhiều dự án đang chờ phía trước, cố gắng lên nào, tuần mới vui vẻ an lành nhé cả nhà yêu ơi. Cô cũng cập nhật hình ảnh mới trên Facebook. Với bức ảnh này, Nhã Phương nhận được 12.000 lượt yêu thích. Nhiều khán giả cho rằng đôi lời nhẹ nhàng của Nhã Phương như một cách cô ngầm phủ nhận tin đồn đang nghỉ ngơi dưỡng thai như cộng đồng mạng nghi ngờ. Thực tế Nhã Phương vẫn đang làm việc một cách bình thường, cũng như thường lệ. Nhã Phương cũng không trả lời những bình luận liên quan đến Trường Giang. Thấy Thanh Thảo hoang mang khi lần đầu làm mẹ, Hồ Ngọc Hà vào Facebook để làm điều này. Trước thắc mắc của đồng nghiệp khi lần đầu làm mẹ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không ngại chia sẻ những kinh nghiệm bản thân từng trải qua. Vào ngày 17 tháng 7 vừa qua, con gái đầu lòng của Thanh Thảo chào đời, tiểu công chúa được gọi với cái tên thật đẹp là Talia. Như lời chia sẻ của Thanh Thảo, em bé có làn da trắng trẻo mạnh khỏe, nặng 3,2kg, dài 50cm, đặc biệt có cái mũi hết thương hiệu của mẹ. Trước tin vui của vợ chồng Thanh Thảo, rất nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Bách, MC Phan Anh và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng. Cách đây ít giờ, ca sĩ Thanh Thảo đăng tải dòng trạng thái hỏi về kinh nghiệm kiêng cữ sau sinh của các bà mẹ bỉm sữa. Lần đầu làm mẹ, cô hoang mang khi sinh con tại nước ngoài. Không có mẹ ruột bên cạnh để giúp đỡ cho lời khuyên về những việc nên và không nên làm trong những tháng đầu sau sinh. Thanh Thảo viết, em đang lo lắng vấn đề kiêng cữ sau sinh nên cần các mẹ cho ý kiến. Trước khi em sinh thì bệnh viện cho ngậm một ly đá lạnh. Cái này vài mẹ ở Việt Nam nghe em kể mà hết hồn,
hỏi lại có thật không? Dạ có, và sau khi xin thường được 2 tiếng, em đã ăn đủ các thứ như bữa ăn chính, trái cây, nước táo, cam, dâu, nước đá uống thoải mái. Ở Mỹ bác sĩ có kêu kiêng cự cái gì đâu, nên cứ theo bác sĩ mà làm. Nhưng nhiều mẹ nói trong 3 tháng đầu không uống lạnh, không ăn chua. Nhưng đồ ăn trong bệnh viện luôn có đĩa trái cây như dưa hấu thơm, có nước cam, nước táo, em thấy cái gì cũng ngon miệng, nên em ăn nhiều lắm. Còn yêu cầu thêm trái cây bữa phụ, mà nghe nói ăn đồ chua không tốt, uống đá sau này ê buốt răng, có mẹ nào bị vụ này không cho em chút kinh nghiệm nha. 3 ngày ở bệnh viện em đi lại thường xuyên vì bế con, cho con bú. Mà cho con bú thì phải ngồi thường xuyên suốt 2 tiếng một lần. Nhưng các cụ dặn không được ngồi nhiều, không nên đi lại thường xuyên, vậy em phải làm sao cho con bú, sao bế con đi tới đi lui. Bà mẹ trẻ còn thắc mắc trước vấn đề như đóng kín cửa không cho gió vô phòng, không nên tắm trong tháng đầu tiên, hơn lò than hạn chế đi lại. Những câu hỏi của Thanh Thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều chị em để lại lời khuyên cho nữ ca sĩ dưới phần bình luận. Trước thắc mắc của đồng nghiệp, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng không ngại chia sẻ những kinh nghiệm bản thân từng trải qua. Thật ra tùy cơ địa chị à, vì khi về già cũng có ai chia sẻ thật họ có bị đái xón hay thiệt tình những gì họ đang trải qua. Chị là người hiểu bản thân mình nhất, có những thứ thực sự phản khoa học nhưng mình đừng chủ quan vì cơ thể mình đang mất khá nhiều chất và khi rặn đẻ thì các cơ, nang mọi thứ nở hết nên cũng cần một chút thời gian để về lại vị trí cũ. Uống đá bản thân bình thường đã không tốt rồi nhé. Vì chẳng cần bầu bì đã ê răng và tránh gió thổi mạnh vào người thôi, lỡ trúng gió, chứ nằm thời tiết tự nhiên là nhất. Còn nếu muốn bụng nhỏ lại thì siết eo, chườm nóng với muối sẽ rất hiệu quả nha. Chỉ cần một tháng đầu tiên thôi, đừng đi lại quá mạnh và nhiều, kẻo xe này mỏi và nhức từ bên trong xương. Vụ gội đầu, nên gội nước ấm và sấy nha. Đừng nghe lời một tháng sau mới gội, là mình xỉu vì bẩn đầu tiên đó. Hồ Ngọc Hà không ngại chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân. Ngoài ra Hà Hồ cũng mách bí kíp dùng sữa mẹ để làm đẹp da sau sinh. Muối là họ rắc vào than cơ chị à, hoặc muối sống, gói hết vào khăn màng hơ nóng, rồi áp khắp cơ thể. Đặc biệt nếu chị đẻ thường phải hơ em bé, để co lại nhé chị ơi. Chị có tháng đầu tiên, tấp các kiểu vào để đẹp, thậm chí lấy sữa cho em bú và sinh con vài giọt trét trên mặt nha, da dẻ sẽ đẹp. Sinh con với mức viện phí khủng, Hà Anh lại tổ chức tiệc thôi nôi giản dị đến thế này. Con gái xuất hiện đã khiến Hà Anh có thêm nhiều trải nghiệm và cuộc sống cũng trở nên màu sắc hơn. Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cùng ăn tối với ông xã và những người thân. Được biết đây là buổi tiệc ấm cúng kỷ niệm ngày cô con gái tròn 1 tháng tuổi. Bên cạnh đó, chân dài cũng không quên tâm sự. Hôm qua tròn 30 ngày, em Mila có mặt trên cuộc đời xinh đẹp của chúng mình và cũng là lần đầu tiên ông ngoại em được gặp em. Lần trước ông bay vào em còn là em bít lì, chưa chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Ông ngoại em tự hào lắm, bế em nói chuyện với em mà em cứ tròn xoe mắt nhìn ông, nghe rất chăm chú. Ông nhận vơ luôn là con gái họ Vũ, chứ thật ra em là Vũ Đô Đen chứ. Cả ba, cả mẹ em đều muốn em mang cả họ của mẹ, chứ không chỉ mang họ ba theo lệ thông thường, vì mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ, là cháu đầu, con của cả gia đình mẹ em. Và vì ba em yêu và trân trọng mẹ em lắm, cả nhà đi ăn toàn các món ngon, nào là vịt quay Bắc Kinh, ra giòn rụm, rồi cua rang kiểu Hồng Kông, rồi heo sữa quay và điểm tâm các loại. Ấy thế mà em là nhân vật chính mà phải nằm ngủ một góc, mãi đêm về mới được bú tí mẹ. Siêu mẫu Hà Anh quyết định tổ chức ăn uống ấm áp cùng người thân thay vì những buổi tiệc linh đình. Cô công chúa khá ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi trong lúc bố mẹ và mọi người ăn uống thân mật. Cha ruột của Hà Anh cũng từ Hà Nội vào Sài Gòn để thăm cháu cưng. Ông xã của nữ siêu mẫu cũng luôn đồng hành cùng hai mẹ con từ lúc mang thai cho đến khi hạ sinh. Anh luôn chăm sóc vợ và con gái từng ly từng tí. Chỉ mới một tháng gia nhập thêm thành viên, nhưng tổ ấm của Hà Anh đã có nhiều điều mới hơn. Việc chăm sóc con cũng khiến vợ chồng cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Bị bóc phốt nói lơ lớ, Harry Won tuyên bố: "Tôi cố tình nói vậy cho mọi người cười đó. Em cố tình nói vậy cho mọi người cười đó nha, em cao thủ lắm." Bà xã Trấn Thành tự tin tuyên bố khi bị bóc phốt về khả năng tự tin phát âm tiếng Việt trên sân khấu. Vừa bị mắng vì có lòng nhưng chưa có tâm cách đế thơm, Harry Won mới đây lại tiếp tục bị quản lý bóc phốt về khả năng nói tiếng Việt. Đăng tải thời gian cuộc gọi vào lúc 22 giờ đêm, quản lý than vãn với ông xã của nữ ca sĩ gốc Hàn Trấn Thành, kêu gọi Asin hiến kế để bà xã anh chị Ri bớt nói tiếng Việt lại. Quản lý cũng công khai tình huống dở khóc dở cười khi nghe cuộc điện thoại 55 phút từ Harry Won
khiến cô tăng xong. Theo lời quản lý, giọng ca anh cứ đi đi đã hào hứng kể lại công cuộc tìm đồ dùng cá nhân mà ông xã Trứng Thành nhờ. Thay vì nói là chiếc khăn quàng cổ, Harry Won khiến quản lý giật mình hoang mang khi chia sẻ ông xã đã nhờ cô kiếm cái khăn để treo cổ. Quản lý, có cách nào chị nhà bớt nói tiếng Việt lại không xin? Harry Won, chị ơi, hồi nãy chồng em sai tùm lum chuyện hết đó, kêu em kiếm cái khăn để ổng treo cổ đó chị. Quản lý, thấy hơi hoang mang nên tôi hỏi lại là sao? Harry Won, chị không biết hả, mấy cái khăn đẹp đẹp mà người ta hay treo cổ đó chị, em không biết cái nào đẹp để treo cổ đâu. Quản lý, cái đó Việt Nam kêu là khăn quàng cổ mẹ ơi, thật sự luôn, nói chuyện 55 phút với bà ấy, mà tôi bị tăng xong hết 50 phút rồi, quản lý của Harry Won kể lại. Bên dưới dòng trạng thái bốc phốt về khả năng nói tiếng Việt của Harry Won, quản lý cũng tắt thẳng tin Trấn Thành. Về lẹ nha, ông mới đi có 2 ngày mà tôi mệt quá, xong 2 tuần không chừng là tôi xin nghỉ luôn đó, kiếp trước chắc tôi đồ sát nguyên cái làng hay sao mà giờ nghiệp nặng dữ vậy, tôi trả hoài không hết, mỗi ngày nó còn nặng hơn, hay chắc kiếp trước tôi bắt nó đi khách nhiều lắm, kiếp này trả dai dẳng. Nghe quản lý dọa dẫm từ nơi xa, Trấn Thành để Icon cười thích thú. Kiếp trước bà làm má mì, hãm hại nhiều người, nên nay con đào chính kiếp này nó hành lại, nghiệp của bà đó nên trả đi. Tôi trả phần tôi, hắn là chủ xí nghiệp mà, bỏ mối nhiều nơi lắm. Hù theo Trấn Thành và quản lý, ông xã Thu Trang tiếng Luật, bạn thân của hai vợ chồng cô cũng thích chí mỉa mai. Kho tàng tiếng Việt của bà xài sao cho hết, đọc mà cười bà heo muốn xỉu. Nhìn bạn đời và quản lý tung hứng bốc phốt về khả năng nói tiếng Việt, một điểm chủ yếu vì người ngoại quốc, Harry Won luôn ngậm ngùi. Lúc em nói từ đó chị hoảng hốt, em thừa biết chị sẽ tổ em trên Facebook, ôi cuộc đời của tôi. Than vãn là vậy nhưng Harry Won ngay sau đó lại trở mặt. Em cố tình nói vậy cho mọi người cười đó nha, em cao thủ lắm. Bà xã Trấn Thành tự tin tuyên bố khi bị mỉa mai về khả năng phát âm tiếng Việt trên sân khấu. Trước đó, Trấn Thành xúc động chia sẻ về lần đầu được Harry Won nâng khăn sửa áo khi đi làm xa nhà 2 tuần. Đăng tải hình ảnh tình cảm hai vợ chồng, nam danh hài bật mí niềm hạnh phúc. Nghe tin tôi đi quay xa nhà nửa tháng, lần đầu tiên mới thấy chị ba sắp xếp đồ đạc cá nhân, quần áo thuốc men cho chồng, một chuyện mà tôi nghĩ cả đời này chỉ có mình tôi làm cho bà. Thực ra bà làm rất khéo léo và ngăn nắp, nhưng ngạc nội thấy tôi nuông chiều quá nên nhất quyết không làm. Hôm nay tự nhiên mắc cái chứng gì mà thấy bà bánh bèo hẳn rạo tỏ ra bình trịnh. Trước lúc chồng bay ra sân bay, bà nói, anh ơi dạo này em cảm thấy như một người vợ rồi, lạ quá. Nói ra không phải khốn nạn chứ, mặc dù rất cảm động trước những gì bà làm cho mình hôm nay, nhưng tôi chợt nhận ra, lấy tôi gần 2 năm rồi mà tới giờ hắn mới thấy được cái cảm giác làm vợ là chắc vì suốt thời gian qua bà đang bận với cảm giác làm mẹ thì phải, tâm sự vu vơ một buổi ở Huế.